Những bộ phim truyền hình đề tài gái giả trai của Hàn Quốc được yêu thích nhất. Phim về gái giả trai có lẽ là một đặc sản nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc. Với những mọt phim Hàn, chắc có lẽ đã không còn thấy xa lạ gì với những nhân vật nữ cải nam trang nữa rồi. Có những vai diễn dù có trải qua bao năm tháng, vẫn luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả màn ảnh nhỏ. Sau đây, hãy cùng Tuti Heo khám phá những bộ phim về đề tài gái giả trai hay và ấn tượng nhất trên màn ảnh xứ sở Kim Chi nhé. 1. Tiệm cà phê Hoàng tử số 1, 2007. Tiệm cà phê Hoàng tử số 1 là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc về gái giả trai hot và có tỷ lệ gia tinh rất tốt năm 2007. Chính mẩu chuyện tình yêu đầy cảm động của hai nhân vật chính đã có sức lay chuyển tâm hồn độc giả. Đồng thời, những hoạt cảnh cười ra nước mắt sẽ massage trí óc người xem. Cũng nhờ vai diễn trong bộ phim này mà Yoon Eun Hye bắt đầu được đánh giá cao về diễn xuất. Nội dung phim kể về Eun Chan là một cô gái khỏe mạnh, giỏi võ, sở hữu giọng nói trầm và thói quen để tóc ngắn. Tất cả đã biến cô thành một cậu nhóc trong mắt những người khác khi lần đầu gặp cô. Để sở hữu tiền nuôi em học hành, cô đã tiếp tục giả trai và vào làm việc ở tiệm cà phê Hoàng tử số 1. Chớ trêu thay, cậu nhóc Eun Chan và cậu chủ chơi bời Choi Han lại phải lòng nhau. Từ đây, một chuyện tình dễ thương đã được hình thành. 2. Chuyện tình ở Sung Ki Ung Kwan, 2010. Với lòng ham học, Kim Yoon Hee bất chấp tất cả để cải nam thành anh trai mình, để có cơ hội làm nhiều công việc khác nhau, trong đó có cả việc thi hộ. Sự việc này đã bị phát giác bởi chàng trai Lee Sun Jun do Park Yoo Jun thủ vai. Tuy nhiên, cuối cùng cô nàng cũng được vào trường Sung Ki Ung Kwan học hành theo đúng như ý nguyện. Tại đây có hàng loạt tình tiết vui nhộn xảy ra giữa cô và các bạn học nam tại đây. Trong phim, Park Min Jung đã khắc họa thành công hình ảnh người phụ nữ với niềm đam mê dành riêng cho việc học thuật và bất chấp tất cả để hoàn thành ước mơ của mình. 3. Điếu Hoàng Sơn Đức, 2009. Đức Mạn là một trong hai người con gái của Trân Bình Vương và Vương hậu Ma Gia. Từ khi mới sinh ra, Đức Mạn đã bị bỏ rơi tại một vùng đất xa xôi hẻo lánh. Sau này, cô cải trang thành nam giới và được đào tạo với các chiến binh A Giang nhằm giành lại ngai vàng. Với sự giúp đỡ của tướng quân Kim Yu Sin, Đức Mạn đã từng bước thành công, trở thành nữ hoàng Sơn Đức kiệt xuất và bản lĩnh hơn người. 4. Cô nàng đẹp trai, 2009. Nội dung bộ phim truyền hình Cô nàng đẹp trai kể về nhân vật Go Min Nam, có một người anh sinh đôi giống hệt như mình. Vì người anh phải trải qua một cuộc phẫu thuật tại Mỹ, Go Min Nam đành phải giúp anh trai cải trang, quay về Hàn tiếp tục tham gia các hoạt động trong nhóm nhạc mà anh cô đang hoạt động. Từ đây, hàng loạt tình tiết giờ khóc giờ cười xảy ra với cô nàng đáng yêu và dễ thương này. Trong khi đó, các thành viên nam trong nhóm lần lượt nảy sinh tình cảm với cô lúc nào không hay. 5. Họa sĩ Gió, 2008. Họa sĩ Gió là bộ phim cổ trang Hàn Quốc về đề tài gái giả trai. Nội dung phim nói về cuộc đời của nữ họa sĩ Shin Yoon Bok, người phá vỡ phong cách vẽ tranh cổ hủ thời xưa, thể hiện sự sáng tạo trong một tâm hồn tự do và cách làm việc phi truyền thống. Cô đã cải nam trang để tìm hung thủ giết cha. May mắn, Shin Yoon Bok đã gặp được một người họa sĩ bậc thầy. Chính người này đã phát hiện ra tài năng của cô và hướng dẫn cô trở thành một họa sĩ thực thụ. Vai nữ họa sĩ Shin Yoon Bok là một bước ngoặt trong diễn xuất của Moon Ge Eun Jung. Nhờ vai diễn này, nữ diễn viên đã gặt hái được hàng loạt phần thưởng quý giá mà nhiều ngôi sao gạo cội phải mơ ước như phần thưởng phim Seoul, giải thưởng nghệ thuật Bách Sang, phần thưởng Đê Sang của đài SBS. 6. Gửi người xinh tươi, 2012. Nội dung bộ phim kể về Gu Jiehee là một cô gái vô cùng hâm mộ chàng vận động viên nhảy cao Kang Tae-jun do Choi Min-ho đóng. Vì chấn thương, chàng trai bỗng chốc muốn từ bỏ sự nghiệp và cô nàng Jiehee đã lặn lội từ Mỹ bay về Hàn Quốc, phải giả trai vào trường học để tiếp cận với Tae-jun nhằm tìm hiểu lý do thực sự. Đây là một vai diễn rất ấn tượng của Suli trong quá trình lấn sân sang phim ảnh. Bởi lẽ với một khuôn mặt nữ tính và baby, không ít fan lo lắng khi Suli nhận vai diễn này. Tuy nhiên, không làm người xem thất vọng, Suli đã thể hiện nhân vật cải nam Gu Jiehee thành công một cách ngoài mong đợi. 7. Tiệm làm móng Paris, 2013. Vai diễn của Gil Ji trong bộ phim Tiệm làm bánh Paris là văn sĩ mạng Hong Zeo Ju. Vốn là một cô gái xinh đẹp, nhưng vì muốn tìm tư liệu cho tác phẩm mới của mình, cô đành đánh liều giả trai để xin vào làm việc tại một tiệm làm móng nổi tiếng. Tại đây, cô đã gặp phải vô số chuyện giờ khóc giờ cười. Vốn được biết đến với gương mặt nữ tính và lai tây, Ki Woo Ji hoàn toàn thể hiện thành công nhân vật Hong Zeo Ju và nhan sắc của cô khi giả trai cũng không hề kém cạnh gì các bậc tiền bối đi trước. 8. Hoàng hậu Ki, 2013. Nhắc đến những bom tấn cổ trang cung đấu, quyền đấu của Hàn, Hoàng hậu Ki luôn là cái tên được đặc biệt yêu mến. Nữ chính Ha Ji Won trong vai Seung Niang đã có một khoảng thời gian lưu lạc và sau trở về quê hương với tư cách một nam nhân. Bằng tài năng của mình, cô trở thành chiến binh thiên nghệ nổi danh trong vương quốc và người ngoài nhìn và đều nghĩ cô là nam giới.
thật sự là một màn giả trang liều lĩnh mang lại kết quả hoành tráng. Trên đây là 8 bộ phim Hàn Quốc về đề tài nữ giả nam hay và được khán giả yêu thích nhất. Nếu là một fan của dòng phim này thì đừng bỏ qua những cái tên trên bạn nhé. Chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.